Vùng trung thổ vốn dĩ là một vùng đất tuyệt đẹp đầy hoa. Nhưng kể từ khi con ác long đỏ phun lửa đến, tất cả mọi thứ thay đổi. Các sinh vật ở đó bắt đầu chịu sự tra tấn tàn khốc. Suốt 60 năm, con rồng đỏ hung ác và đồng bọn khoái trá tra tấn các sinh vật khác. Những quái thú bị tổn thất nặng nề do các sinh vật khác chống lại những bạo ngược của chúng. Rồng đỏ cũng nằm trên giường hấp hối. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai ăn thịt khoai tây đại hiệp huyền bí có thể sống thêm 60 năm. Rồng đỏ lệnh cho những quái thú truy lùng khoai tây đại hiệp. Khoai tây đại hiệp. Tại sao tấn công tôi? Lý do gì? Chúng tao không bao giờ cần lý do. Kỳ lạ, làm sao chúng có thể phục hồi khỏi cú đánh nhanh như vậy? Không thể tin nổi, mình đã thấy chuyện tương tự thế này.
Sao mày đánh tao? Mày đánh tao trước. Sao các người vẫn có thể sống mà không có trái tim? Hãy cảnh giác, nếu nói sự thật chúng ta sẽ bị sát hại. Nếu Khoai Tây chết sẽ không ai biết. Chúng ta có rất nhiều nội tạng sống để có thể ăn, có thể dùng, thậm chí là bán chúng. Chủ nhân bọn tao đang hấp hối, nếu ăn thịt ngươi, ông ấy có thể sống lâu hơn, ngươi sẽ phải chết. Chúng tao nên ăn sạch ngươi. Ôi chết thật, bí mật quốc gia bị bại lộ. Dạ, chạy thôi, chạy, chạy. Ta vẫn còn đói, sao lại không ăn người nhỉ? Dù ngươi có dũng cảm thế nào, rồng đỏ cũng sẽ ăn thịt ngươi. Mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra phía bên kia đại dương. Sao tôi có thể bỏ qua sự tàn ác như vậy? Trung thực, đơn giản với sự dũng cảm tuyệt vời, đối mặt với những khó khăn bằng chính niệm, vạch trần tội ác và tìm kiếm sự thật, dọn sạch hang quỷ, cứu độ chúng sinh.